đang sau lưng mình là một cái hồ, ở ngay phía trước và ngay phía sau của khi bạn bước vào cổng của công viên Hòa Bình. Cái hồ này là hình vuông. Nước bên dưới thì tương đối là mặt, mình thấy rất là lâu rồi không được thay. Xung quanh thì vừa đi vào là được lát gạch màu ghi, có khá là nhiều bồn hoa cây để xung quanh. Bây giờ mình sẽ đi ra phía ngoài cổng. Thì cái cổng này là nối thẳng ra ngoài đường, mình không nhớ đường này tên gì. Bạn đi thẳng đường này thì có thể ra được sân bay Nội Bài. Đây bạn sẽ thấy có một cái biển ghi là công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội, năm 1110 cho đến năm 2010. Ở đây phía đối diện nó thì chính là cổng vào, và đi ra phía ngoài đó là đường vào. Cổng vào đi ra phía ngoài nhân đường. Mình sẽ đi ở đây một chút.